Xin chào quý khán giả của Duy Anh. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong video đầu tiên về Edifice, một trong những biểu tượng của thương hiệu Casio. Và dĩ nhiên, để mở màn thì chắc chắn phải là một sản phẩm cực kỳ ấn tượng và đặc biệt. Hãy cùng khám phá thôi. Trên tay mình đang là một phiên bản Casio Edifice thuộc bộ sản phẩm EFR-S567. Đây là thế hệ Edifice hoàn toàn mới nằm trong chiến lược hướng tới sự đột phá cả về công nghệ lẫn thiết kế, cả về trải nghiệm người dùng của Casio cho nhãn hiệu vốn đã rất thành công và quen thuộc của họ từ nhiều năm qua. Edifice được định hình là dòng đồng hồ thể thao hiện đại với phong cách thiết kế trẻ trung, năng động, kết hợp với công nghệ, hướng đến những người trẻ, dân văn phòng hay là những người yêu thích phong cách thể thao. Hầu hết đồng hồ Edifice là chronograph. Cũng có thể nói đây là nhãn hiệu sở hữu số lượng phong phú và đa dạng nhất đối với kiểu đồng hồ này. Đó cũng là lý do vì sao mà Casio Edifice được nâng tầm trở thành một thương hiệu con với logo Edifice luôn nổi bật và có kích thước lớn hơn so với logo của Casio. Nếu nói đến đồng hồ chronograph hay những thiết kế nhiều kim nói chung thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một bộ vỏ dày, nặng và thường là chỉ hợp với những ai có chu vi cổ tay lớn. Tuy nhiên thì với S567, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Casio đem đến một bộ vỏ với chiều dày chỉ 9,5mm, nghĩa là chỉ hơn một chút so với các mẫu quartz 3 kim thông thường và thậm chí là mỏng hơn phần lớn đồng hồ cơ 3 kim của Nhật Bản. Độ dày này cũng chỉ bằng khoảng 70% so với độ dày trung bình của các mẫu chronograph là khoảng từ 12 cho đến 14mm, thật sự là quá ấn tượng. Chưa hết, Casio còn sử dụng kính sapphire để đem lại khả năng chống sức gần như tuyệt đối. Điều đó sẽ giúp giữ gìn vẻ đẹp của sản phẩm lâu dài và còn luôn đem lại cảm giác tự tin khi sử dụng, không cần phải lo lắng những va chạm nhẹ có thể làm xước mặt kính. Nhưng điều mà mình thích nhất trên mẫu đồng hồ này đó chính là kiểu bezel mang phong cách của những kiệt tác đồng hồ thể thao sang trọng đang lên ngôi trong thời gian qua như là Hublot hay là Audemars Piguet Royal Watch. Chúng có một bezel phẳng được đánh vân phay xước nên tạo nên một cái chất cứng cáp, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tinh tế. Thêm vào đó là Casio bổ sung 4 con ốc ở vị trí 3 giờ và 9 giờ, đặc trưng của những mẫu đồng hồ huyền thoại mà có lẽ chúng ta đã được ít nhất một lần chiêm ngưỡng. Là một fan của đồng hồ thể thao sang trọng nên mình đánh giá rất cao sự nhạy bén của Casio khi thiết kế ra mẫu Edifice này cùng với mẫu G-Shock GA2100 đang được ca ngợi là Plastic Royal Watch, thì đây thật sự là những mẫu đồng hồ đáng chú ý nhất của Casio trong năm 2020. Bên cạnh đó thì chiếc Edifice này vẫn giữ nguyên được linh hồn của một nhãn hiệu đã quá nổi tiếng với mặt số chronograph phức hợp đặc trưng. Chúng ta có bộ kim Obelix to bản được tích hợp dạ quang nhìn đêm ở vị trí trung tâm, nổi bật hẳn lên so với các chi tiết khác bởi vì hiển thị giờ và phút cũng chính là tính năng quan trọng nhất của bất cứ mẫu đồng hồ nào. Bên cạnh đó thì ba mặt số phụ nằm ở góc 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ sẽ lần lượt đảm nhiệm vị trí cho kim giây cũng như là tính năng bấm giờ chronograph. Để kích hoạt tính năng này thì chúng ta chỉ cần nhấn nút phụ ở cạnh bên. Kim bấm giờ sẽ bắt đầu chạy và chúng ta nhấn một lần nữa thì dừng lại, đồng thời reset ở nút phía dưới. Các sắp đều cũng được thiết kế rất là đơn giản, dễ quan sát nhưng cũng không kém phần ấn tượng và bắt mắt với những điểm nhấn là hai cung tròn bao quanh. Thiết kế này thì lấy ý tưởng từ đồng hồ đo tốc độ trên những chiếc xe thể thao, đem đến cảm giác tốc độ đầy phấn khích. Mẫu này có đường kính là 45,6mm. Nghe thì có vẻ rất lớn nhưng khoảng cách giữa hai tay càng chỉ là 50,5mm. Tức là nếu mặt phẳng tay của bạn có đủ mức này thì đồng hồ sẽ hoàn toàn vừa vặn với bạn. Kết hợp với độ dày chưa đến 10mm thì các bạn có chu vi tay khoảng từ 16cm trở lên sẽ có thể đeo được. Ví dụ như chu vi tay của mình đang làm 16,5cm. Casio cũng cung cấp cả phiên bản vỏ trắng và các mẫu 3 kim dành cho ai thích phong cách đơn giản hoặc là có một chu vi cổ tay nhỏ. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đồnghoduyanh.com. Tại Duy Anh thì mọi sản phẩm Casio sẽ đi kèm tem vàng chống hàng giả cũng như là chế độ bảo hành chính hãng của Casio. Hãy đến với bên mình để trải nghiệm. Giờ thì Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.